tất cả các anh em nhá. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người và gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý khách hàng dù đã mua hàng hay chưa mua hàng. Một lời cảm ơn sâu sắc nhất. Vì hôm nay rất là vui. Kênh của em đã đạt được 5.000 lượt đăng ký. Đó là một sự tưởng thưởng và sự thành công ngoài mong đợi đối với em. Thì thực sự là không bao giờ nghĩ là mình làm cái kênh của mình có thể đạt được số người đăng ký nhanh như thế. Và cái sự thành công cũng nghĩa là mình không nghĩ là nó đến ngoài sự mong đợi. Đấy là một điều mà không biết nói gì để cảm ơn tất cả các quý khách hàng ạ. Xin chân thành gửi lời cảm ơn mọi người nhá. Thì hôm nay trong những ngày này thì em vẫn đang chiên khách hàng. Nếu mà khách hàng nào mua hàng ấy thì em sẽ đều bán giảm giá cho các anh em, là đều là bán giảm giá 10-15%. Vì thế mà trong những ngày này anh em nào mà hỏi mua hàng hay mua máy thì cũng rất là dễ mua được thôi. Thì ngày bình thường thì em bán một cái giá nó cao hơn một tí. Nhưng trong những cái ngày mà kênh của em đạt 5.000 đồng ký này thì em đang chiên khách hàng ấy, thì em sẽ bán giảm giá hơn. Vì thế mà các anh em đều rất là dễ mua hàng. Thì cũng gửi lời cảm ơn. Mong sao cho tất cả các anh em có thể mua được nhiều hàng vào những cái ngày này thì chắc chắn là giá thành nó sẽ tốt hơn. Vì hôm nay có hai ông anh ở trong Gia Lai, các anh ấy ra đây mua máy, mua xe, thì anh ấy tiện là mua ghé qua cơ sở của em để mua máy, đi hỏi một số những chỗ cửa hàng, nhưng không có cửa hàng nào có nhiều máy với lại nhiều có máy đẹp như cơ sở của em. Vì thế mà các anh ấy đến cơ sở của em để mua một con máy du trai 160. Thì máy của anh ấy đang là máy 140. Máy 140 thì nó chỉ có 105 kW thôi, còn máy 160 này thì nó là 118 kW. Vì thế mà em bán được rất là trong khoảng thời gian vừa rồi, em nhập về mấy chục con máy 160 để bán được hết. Vì khi mà máy 135 này, máy 140 nó hỏng thì anh em đều sẽ thay lên máy lớn. Máy lớn thì là máy 160, là dòng máy to nhất của cái máy xe tải du trai 8,5 tấn. Vì thế mà anh em mà hỏng máy thì toàn thay lên 160 thôi. Máy giữa 160, 135 và 140 nó không khác nhau một cái gì cả, tất cả đều như nhau hết, chỉ khác với nhau mỗi con heo là heo to và heo nhỏ thôi. Vì thế mà cái máy này em bán rất là chạy. Anh em máy Trung Quốc sử dụng xe ben chạy rất là, hai ông anh Gia Lai ra mua là về lắp vào cái xe tải chở gỗ nó yếu, máy 140 nó yếu, vì thế mà phải lắp máy 160 này. Máy này đang bán rất chạy thôi. Tình trạng con máy này thì tất cả còn nguyên zin nha anh nhá. Anh em nhá, máy em là máy nghĩa địa, nguyên zin hết từ A Z, cả các củ đề tất cả còn nguyên zin. Máy bơm con heo gần là sinh. Bơm con heo đều nguyên zin hết nha mọi người nhá. Máy bơm con heo đều nguyên zin hết từ A Z luôn. Đây anh em xem này, từ A Z. Nói thật là những ai mà mua máy này của em rồi thì các anh em đều hiểu. Đây quay bên nào. Đây. Ốc quy lát này, anh em xem ốc quy lát này. Ốc quy lát tất cả còn nguyên zin, chưa có một tí rong keo nào cả. Đây, quy lát tất cả. Máy đẹp lắm anh em ơi. Máy là máy nghĩa địa thì nó, con máy này nó còn khoảng 90-95% nha anh em nhé. 90-95% khẳng định đối với tới tất cả mọi người luôn. 90-95% bơm hơi tất cả từ cái đầu ở trên, cái mặt méo ở trên tất cả nguyên zin, không có chỗ nào không nguyên zin cả. Đây anh em xem. Đây. Tất cả còn nguyên zin hết nha anh em nhé. Đến lắp cabu, máy này nó thật sự là nó khoảng 90-95% khẳng định luôn. Vì anh em, bất kỳ anh em nào mua máy của em ấy, khi mà vào nhận máy này vào nhận máy ấy, chưa anh em nào nói lại một câu là anh em máy không đẹp, hay là không đúng theo yêu cầu, hay là không đúng, không xứng đáng với số tiền cả, chưa ai nói lại cả anh em ạ. Vì máy này em mua là đều rồi. Máy này mua về chỉ có để bán cho anh em lắp xe, mà thay xe thì anh em phải mua thằng máy thật đẹp, anh em không bỏ tiếp một vài triệu. Vì thế mà em phải mua những con máy đắt và đắt tiền, giá thành cao hơn bình thường, cao hơn mọi người mua, nhưng mình mua được những con máy anh em không thể chê được. Rồi tất cả nguyên zin hết, chưa có một con ốc nào động chạm nha mọi người nha, chưa có một con ốc động chạm. Hình thức thì con này quá ok rồi anh em ạ. Hình thức thì không phải nói nhiều. Bây giờ sẽ đến cái phần thứ hai là sẽ cho anh em thợ. Giờ em sẽ test lổ con máy du trai 160 cho hai anh ở Gia Lai. Hai anh ở Gia Lai mua xe thì anh ấy tiện đến mua cửa hàng, mua một cái xe ô tô, anh ấy tiện đến cửa hàng em xem máy và mua máy luôn. Bây giờ sẽ lổ thôi. Chất lượng luôn. Không một gì
nguyên zin luôn nhá, rực rỡ luôn. Máy hơi nó khít lắm anh hiểu không, hơi nó khít, nó không như kiểu máy ở trong nước nó nhão chạy nhiều, nó nhão nhiều, hơi này nó khít nó zip. Ok nhá, tắt nhá, quá chất lượng rồi. Vừa rồi em vừa test lổ xong con máy Zuchai 160 cho hai anh trai ở Gia Lai. Hai anh ấy dục quá anh em ạ. Vì các anh ấy mua xe tải, có một con xe bốc hàng ngoài này đang chờ dục. Thôi mình làm trước. Đó, anh em xem ấy, em lổ ga hết cỡ, không một tí khói, không một tí đổ hơi nhé. Máy này mấy ông anh vào đây mua máy, các anh cũng phải để xem lổ anh ấy, cũng phải là máy quá chất anh em ạ. Vì thực sự mà máy nghĩa địa ấy, cái giá trị sử dụng của nó còn rất là cao. Vì bên nước ngoài ấy, người ta chạy thứ nhất là đúng tải này, thứ hai là đường xá người ta rất là tốt, và thứ hai cái liên hạn, thứ ba là cái liên hạn sử dụng nó rất là ít năm, thì có 3-4 năm rồi đã cắt ra rồi. Vì thế mà những con máy ở bên đấy nó toàn khoảng còn 90-95% những con máy thật đẹp ấy, những con máy em mua chọn ấy. Vì thế mà về anh bán cho cái hàng này, bán cho anh em lắp xe không ai chê cả anh ạ. Máy này nó thật là giá trị sử dụng nó còn rất là cao. Thì qua đây cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai anh ở Gia Lai, các anh ấy đã ghé thăm cửa hàng em, ủng hộ em trong những ngày này. Có thật là anh em nào mà đến mua hàng của em trong những ngày này thì rất là dễ mua, vì em đang tri ân khách hàng. Vì thế mà quá đơn giản thôi anh em ạ, mua là được. Có anh em có yêu nhu cầu là chắc chắn là sẽ mua được trong những ngày này. Nếu mà anh em nào có nhu cầu thì điện sớm cho em. Mua hàng trong những ngày này thì chắc chắn là sẽ có giá thật, giá có là giá khuyến mại cho mọi người ấy. Chắc chắn là mọi người sẽ mua được cái giá hợp lý nhất. Em chỉ sẽ là hôm nay là ngày mùng mấy, em chỉ là từ lúc hôm nay là 2 ngày, em sẽ để tri ân trong vòng 5 ngày. Thì anh em có nhu cầu thì liên hệ nhá. Thì qua đây xin gửi lời cảm ơn một lần nữa, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhất đến tất cả các quý khách hàng, chân thành gửi lời cảm ơn đến mọi người. Mong sao chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe, anh em tàu thuyền thì khai thác cát thật tốt, máy thật bền, anh em máy gặt thì máy gặt thật khỏe, gặt được những nhiều những thửa ruộng máy không bị hỏng nha anh em nhé. Nói thật là em gặp những anh em máy gặt rất là quý và quý trọng những anh em máy gặt, vì toàn tất cả những người nông dân thôi, còn những anh em tàu thuyền xe cộ thì luôn luôn bình an và an toàn. Xin chân thành gửi lời cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo nhé. Xin chào.